Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng Cảnh sát Giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Qua đó, quyết tâm hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ và đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Lực lượng, phương tiện và người tham gia giao thông sẽ đông lên, và đặc biệt là cái công tác ngày nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và cái bảo vệ cái an toàn cái bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì để phục vụ tốt cái công tác này thì Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Điện Biên đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục trên các tuyến trọng điểm và đặc biệt là những nơi tập trung đông người diễn ra những hội nghị và đặc biệt là những nơi tổ chức cái bầu cử cho nhân dân và cho những khách lên thăm Điện Biên, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và không để cái tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để đợt ra quân cao điểm thật sự hiệu quả, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định và điều lệnh của người công an nhân dân, ứng xử đúng mực, có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, quyết tâm không để xảy ra sai phạm tiêu cực khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời không bỏ lọt hành vi vi phạm. Thực hiện cái cao điểm của Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh về cái bảo vệ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đặc biệt là cái bảo vệ bầu cử của Quốc hội và bầu cử đại biểu nhân dân các cấp, thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung lực lượng, phương tiện, tập trung vào các tuyến trọng điểm, tuần tra kiểm soát, xử lý những lỗi vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xuống đường diễu hành trên các tuyến giao thông chính của thành phố Điện Biên Phủ nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người điều khiển phương tiện. Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì đã được kiểm soát. Chính vì vậy mà số lượng du khách đến tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh thì ngày càng đông đảo hơn. Chính vì thế mà việc ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo trật tự xã hội theo kế hoạch 907 của Công an tỉnh là một việc làm rất là cần thiết để đảm bảo cho mọi người dân được tham gia các hoạt động như tham quan, du lịch và nghỉ lễ an toàn. Bên cạnh đó thì trong dịp bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới thì sẽ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Chính vì vậy mà việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội cũng là việc làm cần thiết để cho mọi người dân được tham gia ngày hội.